À, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người à, về cách làm sao để mà đăng tải nhiều sản phẩm cùng một lúc bằng à, bằng cái chức năng bất upload trên Alibaba. <laughs> xin giới thiệu em là Hiền đến từ Media Step chịu trách nhiệm cho bộ phận training cho phần Go Export à, là những đối tác à, hợp tác trực tiếp với Alibaba. thì à, bước đầu tiên khi mọi người à, vào trong mọi người login vào trong trang web của mình thì sau đó mọi người bấm My Alibaba rồi product và sau đó mọi người chọn cái mục upload ở đây sau tiếp đến trang đó thì sẽ đến cái bước này trong đây mọi người sẽ chọn giúp em là mình chọn cái danh mục hợp lý với sản phẩm của mình phù hợp với sản phẩm của mình như cái lúc mà mình đăng tải sản phẩm thì khi mà mình chọn vào đây mình chọn được cái danh mục sản phẩm phù hợp thì mình sẽ download cái bảng excel mà có những cái cái thêm lệch phù hợp cho cho cái sản phẩm của mình nghĩa là mỗi cái danh mục sản phẩm thì cái file Excel nó sẽ khác nhau tùy với từng cái à, cái tính năng của sản phẩm giống như khi mà mình bố sản phẩm mỗi sản phẩm thì họ sẽ yêu cầu những cái thông tin khác nhau thì cái bản Excel này cũng vậy và mọi người lưu ý là mình mỗi lần mà mình update uh, bất upload đó thì mình nên dùng cái bản mới nhất nghĩa là um, mỗi lần mà mình đăng tải thì mình nên download tại đây lại lần nữa uh, tránh cái việc mà mình sử dụng cái bản cũ nhiều khi nó sẽ có uh, không có đúng cái 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 thông tin của dòng cột đó, thì khi mà mọi người up lên nó sẽ uh, nó sẽ bị sai cái thông tin thì uh, trong cái file Excel mà mọi người tải về uh, thì uh, trong file đó nó sẽ có hai sheet là hai cái cái tab ở dưới uh, thì một một cái tab là nơi mà mình điền tất cả những cái thông tin chi tiết của sản phẩm như là uh, tên của sản phẩm nè uh, rồi keyword nè uh, chi tiết của sản phẩm hình ảnh plot uh, video rồi uh, các cái thông tin về giá về uh, cách thức thanh toán rồi cách thức vận chuyển nó sẽ có đầy đủ trong đó giống như là cái trang uh, mà mọi người đăng sản phẩm á, thì những cái mục này nó sẽ được nằm ở từng cột từng cột để mà mọi người điền rồi đến cái tab thứ hai á thì nó sẽ sử dụng cho cái việc mà những cái thông tin ở những cái mục mà mọi người thấy trong cái phần post uh, product á mà mọi người có thể click vào đó để mà mọi người chọn thêm những cái phần lựa chọn ở bên dưới á thì cái tab này nó sẽ chứa những cái thông tin để mà à, bên cái tab 1 á, cái nào mà mình cần click chọn thì nó sẽ có ở đây. Và có một lưu ý nữa là ở những cái cột những cái cột thông tin mà chữ màu đỏ và có sao á thì là những cái thông tin bắt buộc còn chữ màu đen á thì là sẽ là những thông tin không bắt buộc nhưng mà mọi người vẫn nên là mình điền hết tất cả những cái thông tin để cái điểm sản phẩm của mình nó cao quá thì à, lúc đó mình mới được đăng tải nghĩa là à, khi mà post bot upload này á mỗi cái sản phẩm thường là phải à, trên 3.5 thì um, mới được đăng tải thành công nên mọi người cũng lưu ý giúp em thì em sẽ lấy một cái template mẫu cho cái việc đăng tải quần áo. Thì nó sẽ có những cái mục nào trong này. Thì ở product name là tên sản phẩm. Thì à, mọi người cũng biết là tên sản phẩm thì mình sẽ à, đăng tải là 128 ký tự. Tên sản phẩm thì có là... À, tên của sản phẩm chính là tính năng của sản phẩm rồi à, à, quy mô sản xuất của mình như thế nào rồi à, sản phẩm của mình đến từ đâu đó là những cái thông tin mình có thể để vào trong cái tên sản phẩm thì à, cái phần hướng dẫn này nó cũng có nằm ở trong phần bốt à, sản phẩm á, mọi người có thể xem khảo lại rồi à, rồi đất keyword thì cũng như như ở trong phần đăng tải sản phẩm ở đây nó cũng có ba cái keyword cho mình và mình tối thiểu phải điền được ít nhất là một keyword thì mỗi cái keyword này nó cũng có 128 ký tự và giữa mỗi keyword thì sẽ không có dấu phẩy dấu chấm mọi người lưu ý viết liền nhau à, không dấu phẩy dấu chấm hoặc là những cái ký tự đặc biệt và mọi người có thể à, thêm tối đa là ba cái keyword thì ở đây nó cũng sẽ có ba cái khung và nó chỉ tô đỏ một khung nghĩa là bắt buộc một khung còn hai khung còn lại mọi người điền hay không điền cũng được và ở phần này thì em khuyên là mọi người nên để mình mình nên sử dụng tối đa cái 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 lượt dùng keyword của mình để mà tối ưu sản phẩm rồi ở đây là đến đến cái ô mà để mình đăng tải hình ảnh thì hình ảnh mình sẽ à cần có uh, 4 đến 6 hình ảnh cho một cái danh mục sản phẩm và những cái hình ảnh này sẽ nhỏ hơn uh, 5 MB và uh, và cái khổ của nó thì phải lớn hơn là 460 x 460 pixel và mình refer cho khách hàng là 1000 x 1000 pixel thì ở những cái mục này á uh, mọi người uh, trong cái bài rồi product các uh, em cũng đã có đăng tải về cái uh, cái việc là một hình ảnh nó cần phải có cái chất lượng cũng như là cần phải có khung khung hình như thế nào và hai nữa là hình ảnh mọi người cần đảm bảo là nó phải rõ ràng đầy đủ không có bị che lấp nhiều rồi hai nữa là phải là nền trắng, nền trắng thì mới được up trên Alibaba. Thì trong cái phần post upload này á thì mình sẽ gắn cái link vào trong cái khung này. Mình sẽ sử dụng cái link hình ảnh để mà mình à, mình thêm hình ảnh vào trong đây thì uh, mọi người có thể là mọi người up cái hình ảnh của mình lên PhotoBank thì sau đó uh, trên PhotoBank đó, mình lấy cái link trên uh, trên cái website Alibaba của mình rồi mình add vào đây. Mình copy vào đây cũng được. Ngoài ra thì Alibaba cũng có hỗ trợ cho những cái kho ảnh khác như là Dropbox nè, Google Photo và Imgur thì uh, dành cho những khách hàng là GGS ở đây thì mình có thể mình sử dụng thêm những cái uh, cái kho ảnh ở bên ngoài nữa và uh, những cái website này á, thì mọi người lưu ý là nó sẽ cần có những cái uh, cái đuôi ảnh như thế này mọi người khi mà upload ảnh trên những cái uh, ví dụ như Dropbox á, thì nó phải có cái đuôi chấm review chấm uh, content com và đây là những cái file ảnh uh, mà mà hợp mà hợp uh, hợp với lại cái yêu cầu của của bên mình nghĩa là những cái đuôi ảnh phải có cái uh, đuôi như thế này rồi uh, Google Photo thì uh, đuôi của cái link cũng là google user content.com rồi uh, inger là chấm uh, imgur com đó mọi người lưu ý như vậy để khi mà mình upload hình ảnh đó mình không biết là tại sao mà hình ảnh của mình bị từ chối còn việc mà mình upload trên trên hình trên photobank rồi thì mình sẽ lấy những cái link như thế nào thì ở đây khi mà mình upload trên photobank rồi nó mình vào trong trong cái phần product rồi mình chọn photo sau khi mình chọn photo nó sẽ nó sẽ sổ ra cái 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 phần cửa sổ photobank này mình có thể chọn vào từng cái hình này để mà mình copy link hoặc là mình muốn lấy cái link nhiều á thì mình có mình có thể chọn nhiều hình ảnh ở đây rồi mình chọn batch download link thì nó sẽ ra cho mình một cái file excel để mà mình copy những cái link này để mà mình không có phải uh, vào trong trang Alibaba mình collect từng link từng link một. Đó thì ở đây mọi người có một lưu ý là mọi người có thể đặt tên để cho mọi người dễ phân biệt cái sản phẩm của mình để mình biết là khi mình tải về đây rồi á nó có cái tên hình ảnh này nè mọi người dễ dàng mà mọi người copy cái link bên này mọi người dán vào trong cái file Excel của mình và rồi tiếp nữa là mình sẽ có video sản phẩm và video chi tiết thì trong video sản phẩm và video chi tiết á Thì mình sẽ lấy cái link đó như thế nào Mình sẽ vào trong phần product Rồi mình vào video Và mọi người lưu ý là Khác với phần hình ảnh một chút á Thì video mình cần đăng tải trước Tại vì cái thời gian đăng tải Với xét duyệt của nó sẽ lâu hơn là hình á Thì mọi người đăng tải trước Xong sau đó mình vào cái mục video Thì mình chọn cái video đó Mọi người thấy được cái icon ở dưới này Hai cái hình nó chồng lên nhau á thì mọi người bấm vào trong này nó sẽ sổ ra được cho mình cái link để mà mình copy thì nó sẽ có HD SD và LD thì lúc đó mọi người thường thì mình sẽ chọn HD để chất lượng nó cao nhất Xong rồi mình copy cái link ở đây. Rồi mình mình sẽ mình sẽ dán vào trong cái file Excel của mình tương tự với uh, detail video cũng vậy và dung lượng của mỗi cái video nó nó cũng sẽ khác nhau và thời lượng của product video thì sẽ ngắn hơn detail video trong bài post product em cũng uh, có nói rồi á. Rồi sau đó là đến phần uh, mô tả sản phẩm thì uh, ở phần uh, mô tả sản phẩm này uh, thì mọi người lưu ý là À, khi mà mọi người đánh một cái mô tả sản phẩm nếu nó chỉ có chữ thông thường á, thì mọi người có thể đánh vào cái khung này trực tiếp luôn nhưng mà nếu mà mọi người muốn à, cái mô tả sản phẩm của mình nó gồm có hình ảnh à, kể cả chữ viết rồi à, nghĩa là mình tự thiết kế giống như là mình làm ở trên à, trên cái phần bố sổ đất á thì mọi người lưu ý giúp em là mọi người sẽ uh, sẽ design trước ở ngoài trong cái phần post rồi đất và mọi người chọn là uh, mọi người chọn phần custom chứ không phải là chọn uh, cái phần uh, smart editing tại vì smart editing thì mình sẽ không có lấy được cái uh, cái link uh, html này được Đó thì mọi người hỗ trợ là mọi người uh, sử dụng uh, customer description thôi rồi mọi người cũng điền các cái thông tin uh, của sản phẩm đầy đủ như là đặc tính chức năng chất lượng sản phẩm rồi uh, sử dụng những cái hình ảnh để mọi người upload lên Đã, và những cái thông tin thông tin trong này thì mọi người lưu ý là mình cũng để những cái gạch đầu dòng hoặc là dễ hiểu để cho khách hàng họ lướt qua cái sản phẩm của mình cái thời gian họ uh, họ lướt nhìn cái mô tả sản phẩm họ lấy được nhiều cái thông tin nhất uh, có thể ở đây thì em ví dụ ở đây cho mọi người thấy. Đây trong phần photobank thì em ví dụ như là ở đây nè. Mọi người chọn nhiều cái hình. Xong rồi mọi người chọn bớt download link thì đó là mình sẽ ra được cái bản Excel mà như em em có để sẵn cái hình demo cho mọi người lúc nãy rồi ở cái phần video này mọi người click vào đây đó nó sẽ có được cái link theo các cái định dạng mà lúc nãy em có báo đó cái cách mà mọi người thao tác như vậy rồi trong cái phần post đất nè Thay vì lúc mà mọi người đăng tải sản phẩm á, Mình thường, em khi mọi người là thường dùng smart editing thì nếu như mà còn trong trường hợp mà, mà mọi, người, mọi người sử dụng cái bất upload á thì mọi người uh, mọi người design trước một cái phần uh, customer description thì đó mọi người sẽ uh, sẽ đánh chữ ví dụ mọi, mọi người đưa một cái content gì đó rồi xong uh, sau đó mình có thể thêm hình ảnh mình uh, mình custom lại như bình thường và xong đó mình bấm vào đây nó sẽ ra một cái mã code thì mọi người copy cái mã code này vào trong file Excel của mình đó, mình à, chứ không phải là à, mình copy những cái chữ thông thường này vào ha thì nó sẽ không có ra đúng cái định dạng mà mình mong muốn đó sau khi mình design hết ở đây thì mình bấm vào đây để mình lấy cái code mình dán vào trong cái file Excel của mình rồi còn đây là những cái yêu cầu về hình ảnh và video em cũng em cũng sẽ cho mọi người xem lại trong trong cái bài training này đó video thì mình cần có hai video là một là main picture video và hai là detail video thời lượng của cái video nhỏ thì nó sẽ phải nhỏ hơn 45 giây và kích thước sẽ phải nhỏ hơn 100 megabyte Còn chất lượng của video chi tiết đó, thì mọi người có thể làm nhỏ hơn là 10 phút cái thời lượng nó dài hơn kích thước là lớn hơn 500 MB còn hình ảnh cũng phải nhỏ hơn 5 MB nè rồi 6 hình có hình nền trắng từ 4 đến 6 hình đều được và cái kích cỡ mà à mà mình hỗ trợ khách hàng tốt nhất thì mình có thể khuyên khách hàng là gửi cho mình hình 1.000 x 1.000 pixel. Rồi sau đó là đến những cái mục khác ở trong uh, cái bảng Excel này thì có play of uh, origin là nguồn gốc xuất xứ nè, brand name là cái sản phẩm của mình là thương hiệu của của bên nào hoặc nó là thương hiệu của mình thì mình có thể điền cái thương hiệu này vào. Rồi uh, model number là số hiệu của sản phẩm, rồi feature là các cái tính năng của cái sản phẩm của mình. Đó, mình có thể điền các tính năng đó vào đây. Rồi uh, ngoài ra trong cái phần uh, Product detail nghĩa là chi tiết của từng cái sản phẩm á, thì ví dụ như về cái quần áo thì họ sẽ có những cái thông tin chi tiết ví dụ như là cổ áo như thế nào nè, trọng lượng vải ra sao, rồi số lượng có sẵn bao nhiêu, nguyên liệu làm từ nguyên liệu gì, à, technique là công nghệ gì, rồi kiểu tay áo. Thì cái này tùy với từng cái sản phẩm á, các cái mục uh, product detail này nó sẽ khác nhau, cái chi tiết sản phẩm nó sẽ khác nhau. rồi à, sau đó là cái sản phẩm này à, dùng cho giới tính nào ví dụ như là quần áo nam hoặc là quần áo nữ đó. rồi à, thiết kế ra sao cái loại hoa văn trên cái à, cái sản phẩm của mình nè. rồi kiểu dáng của mình à, chất vải rồi ngày cung cấp sản phẩm mẫu trong 7 ngày cái này thì mình có support khách hay không đó thì à, mình có thể à, lúc đó thì nó sẽ sổ mình bấm vào đây nó sẽ sổ ra cái phần mà khung cửa sổ à, một cái sổ cuốn để mà mình chọn vào những cái danh mục mà phù hợp với sản phẩm của mình mình hỗ trợ hay không hỗ trợ rồi những cái chi tiết khác như là kỹ thuật dệt nè rồi ngoài ra là những cái tính năng khác của sản phẩm và tính chất của tính năng ví dụ như là các cái tính năng khác ví dụ mình 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 sẽ cho thêm là với cái sản phẩm của mình thì cái loại vải của mình nó nó mình cần thêm cái tính năng đó rồi mình chọn bên này ví dụ như vải của mình, à, sản phẩm của mình là thuộc hàng Luxury, ví dụ như vậy thì đó, mình có thể add thêm những cái tính năng khác, thì nó cho mình add được thêm khoảng 10 tính năng đó, những cái trang, à, những cái cột kế bên đó thì là những cái tính năng thì cái này mọi người điền hoặc không điền cũng được thì đây là cái phần mà à, thông tin thêm về sản phẩm nếu có rồi ngoài ra là sẽ có kích thước màu sắc rồi hình ảnh của màu sắc thì ở đây nó cũng sẽ có sổ xuống một cái một cái bảng cho mình để mà mình chọn những cái kích thước cho cái sản phẩm của mình rồi đơn vị sản phẩm là mình tính theo cái hay là mình tính theo tá hoặc mình tính theo thùng rồi số lượng tối thiểu MOQ cho cho mỗi lần đặt hàng rồi sau đó là đến giá FOB là giá mà À, giá thành phẩm tại à, cảng xuất của mình là bao nhiêu. Đó mọi người điền cái giá này vào. Ngoài ra thì à, nếu như với cái số lượng sản phẩm tối thiểu nó khác nhau á, thì cái giá FOB này sẽ khác nhau. Thì đó mọi người, nó y như trong phần à, post product mình cũng có thể thêm thêm nhiều cái à, cái phần à, MOQ nghĩa là với từng cái à, cái số lượng sản phẩm tối thiểu thì cái giá của của cái à, cái cái giá FOB của từng cái khoản MOQ đó nó sẽ khác nhau ví dụ mua một năm à, sản phẩm thì khác mua một ngàn sản phẩm thì khác hai ngàn sản phẩm thì khác cái giá nó sẽ ưu đãi hơn cho khách hàng mình có thể điền sẵn ở đây luôn rồi à, kế tiếp là đến phần à, payment option thì à, mình có thể hỗ trợ cho khách hàng những cái à, những cái à, cái phần thanh toán như thế nào thì à, đây mọi người nó sẽ có nhiều cái phần à, payment option lc DA thì ở đây với mỗi cái ô này á, nếu mà mọi người có hỗ trợ thì mọi người sẽ click vào rồi nó sổ xuống một cái bảng á, thì mọi người sẽ chọn ví dụ LC nó sẽ sổ xuống LC thì mọi người cứ chọn vào đó thôi còn ví dụ như mà mình không hỗ trợ cái phần thanh toán này á, thì mình không click vào mình để chống nó luôn còn ví dụ mình có hỗ trợ thì mình cứ click vào đó giống như payment option DA mình click vào nó sẽ ra chữ DA để mình chọn thôi đó chứ mình không có điền vào mà là mình bấm vào nó sẽ sổ xuống cái uh, drop list cho mình để mà mình chọn. Đó tương tự có bao nhiêu cái phần thanh toán trong cái lúc mà mọi người sử dụng boss product á, thì ở đây nó cũng sẽ thể hiện đầy đủ hết. LCDIDBTT rồi uh, Western Union, Moneygram là có hết. Rồi uh, sau đó là đến uh, shipping quantity là số lượng mà mọi người uh, mọi người ship đi rồi thời gian có hàng là với cái số lượng là bao nhiêu ví dụ như một ngàn cái thì thời gian mà mọi người uh, chuẩn bị hàng xong rồi mọi người ship đi cho khách hàng là uh, bao nhiêu ngày đó mọi người có thể uh, báo cái thời gian đó mười 15 ngày mọi người điền vào đây nó giống như trong cái phần uh, strand bot của uh, của bot đất rồi uh, đây là nếu cái số lượng lớn hơn thì cái thời gian chuyển hàng nó nó dài ra bao nhiêu đó mọi người có thể điền thêm nó giống như phần MOQ vậy mọi người thì giờ số lượng bao nhiêu thì giá sẽ khác nhau Còn cái này là số lượng gửi hàng càng lớn thì cái thời gian gửi hàng nó có nó có dài ra hay không thì mọi người có thể chọn vào cái mục này để mà mọi người khởi tạo cho khách rồi ngoài ra mình sẽ chọn thêm hình thức xuất khẩu là mình mình chọn express delivery nè hay là xuất hàng cảng biển nè, rồi um, hoặc là mình uh, xuất hàng đường bộ đó thì mọi người cũng tương tự giống phần thanh toán đó. cái nào mọi người có thì mọi người click vào trong đây, có cái drop list mọi người chọn, còn không thì mình để trống hết. Rồi air um, transportation là chuyển chuyển đường hàng không, rồi xong uh, shipping port là cảng chuyển của mình là ở đâu, ở Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh đó thì mình có thể điền vào đây những cái cảng mà mình xuất hàng rồi uh, số lượng cung cấp supply quantity số lượng mình cung cấp rồi đơn vị mình cung cấp là mình cung cấp theo pallet theo thùng như thế nào đó mình chọn vào đây và ở đây là có required time for supply là uh, thời gian yêu cầu cho mỗi đợt sản xuất rồi uh, cái mình mô tả cái cách đóng gói của mình như thế nào đó rồi còn đây là hình ảnh của cách đóng gói mình có thể add thêm vào hai hình để mà cho khách hàng biết được là mình đóng gói ví dụ theo thùng theo theo pallet nó sẽ hình dung nó như thế nào rộng lớn ra sao thì để khách hàng họ có thể họ mường tượng được. và đó là cái phần template một là một cái ship một ở đây nè mọi người sẽ thấy template đó là cái phần mà em vừa giới thiệu qua hết những cái mục trong cái template đó thì đến cái phần ô thứ hai là cái cái phần valid value nãy mà em có hướng dẫn là trong cái ô thứ hai thì nó sẽ nó sẽ thể hiện những cái thông tin để mà mình dùng cho cái phần droplet ví dụ như là play origin thì ở đây nè nó khi mà mọi người đến cái mục này á mọi người bấm vào nó sẽ thể hiện xuống cái drop list đó nó đầy đủ những cái uh, mục ở bên này thì là mọi người cái thông tin đó nó phải thiết lập được ở bên cái phần valid value rồi thì ở bên này mình mới có cái để mà uh, thì ở bên template đó mình mới có cái để mà mình click vào rồi mình nó sổ xuống cho mình đó thì là đó là những cái thông tin nó nằm ở bên này đó feature nè rồi uh, đã những cái phần này nó cũng nó cũng đã có được set up sẵn hết rồi. Đó mọi người thiết lập những cái thông tin ở bên này mà thường là Alibaba họ đã hỗ trợ sẵn cho mình. Nó giống như là trong cái phần post product á nó có những cái à, à, cái mục mà để mình chọn sẵn rồi á thì đó là những cái mục nó được thể hiện ở bên này. những cái tính năng nó đều có hết đó ở bên này giống nãy em chọn là quần áo nam á, thì cái phần gender này nó chỉ có men thôi tuy là nó chỉ có một cái một mục thôi nhưng mà nó vẫn sẽ à, nằm nó phải, vẫn phải có thông tin trong droplet nghĩa là mình không có điền cái chữ đó vào mà mình bấm vào đó để mình chọn đó. Saturday uh, Sample uh, Order List Time đó, mọi người support hay không support, đó những cái phần mà mình chọn lựa được đó, nó sẽ nằm ở đây hết. Đây là size, đây là màu. Rồi sau khi mà mọi người hoàn thành được cái bản Excel này rồi á, thì bắt đầu mình chọn upload, mình bấm vào trong này để mình tải cái file Excel của mình và mọi người lưu ý là file Excel của mình thì sẽ phải uh, dưới 20 megabytes và cái đuôi mà được hỗ trợ đó là XL, um, XX hoặc là XLS đó thì mọi người lưu ý giúp em rồi sau đó mình chọn là I have read and agree to the term sau đó thì mình bấm submit thì mình bấm submit thì lúc đó cái bảng Excel của mình nó sẽ nằm ở dưới này thì ở dưới này nó sẽ nó sẽ thể hiện được những cái cái lần mà mình upload ở đây nè rồi mm status là đã đã upload thành công hay chưa rồi những cái sản phẩm thành công trong một cái trong một cái lần mà mình đăng nhiều sản phẩm là bao nhiêu sản phẩm thành công. Đó, thì ở đây là ví dụ bốn sản phẩm này rồi, crap là những cái sản phẩm mà được đưa vào trong 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 cái phần mục chợ tại vì cái điểm sản phẩm nó chưa cao, nghĩa là à, dưới 3.5 thì nó sẽ được đưa vào cái mục crap còn upload fail nghĩa là mình đang thiếu thông tin ví dụ như mình thiếu thông tin ở à, những cái à, những cái cột trong đó hoặc là mình điền cái thông tin nó không chính xác ví dụ là trong đó đáng lý là mình phải à, chọn chọn cái drop down list mà mình lại tự điền vào mình không dùng mình không chọn vào cái phần đó thì nó cũng sẽ là fail À, thì chỉ có một cái nhược điểm trong cái việc mà mình à, mình sử dụng bất ấp lót đó nghĩa là à, cái việc mà mình mình sửa chữa cũng như là mình custom lại cái sản phẩm của mình đó chắc chắn là nó sẽ không có nó không có đầy đủ như khi là mình mình đăng tải cái sản phẩm bình thường khi mà mình chọn bot à, Product. đất và hai nữa là nhiều khi nó cũng sẽ có những cái lỗi mà mình mình điền thông tin không có đúng với cái rule của Alibaba thì nhiều khi mình sẽ bị nên là à, đối với những sản phẩm mà có cái thông tin đơn giản á, thì mình có thể sử dụng cái function này còn ví dụ như mà mọi người muốn làm một cái à, à, đăng tải một cái sản phẩm nó hoàn chỉnh nó đẹp mắt á, và nó đầy đủ các cái chi tiết thì vẫn lưu ý là mọi người nên sử dụng cái phần Boss à, product đất còn phần bớt upload này là để mình đăng tải nhiều sản phẩm cùng một lúc Ví dụ như mình có đến 60, 100 sản phẩm Mình chỉ muốn có một cái sản phẩm nó nó đạt đủ cái tiêu chuẩn của mình Còn những cái sản phẩm khác mình chỉ muốn upload để cho nó vừa đủ điểm Để mà mình có được cái star rating thì mình cũng có thể sử dụng cái function này Em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham gia training của em và chúc mọi người một buổi chiều làm việc vui vẻ. you uh -huh.